Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chùm mật vụ không ngai Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hai tầng bảo vệ thách thức ông Tổng. Để thọc chân vào môi giới buôn bán vũ khí, Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải làm một mắt xích trong mối quan hệ làm ăn mang màu sắc gián điệp. Với ngân sách lên đến hơn 5 tỷ đô la cho mỗi năm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ cần làm trung gian môi giới những thương vụ lớn thì có thể nhận lại quả những con số rất khủng khiếp. Việt Nam đã có những thương vụ mua vũ khí phía Israel với giá trị hàng tỷ đô la. Vì thế, các cơ quan mật vụ đối tác để mặt tới bà Nhàn là điều chắc chắn. Mà Việt Nam đâu chỉ mua vũ khí duy nhất của Israel đâu. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư tại Trung Đông. Điều có thể khẳng định chắc chắn là Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được hai cơ quan tình báo bảo vệ ở châu Âu. Một trong số đó là cơ quan tình báo nổi tiếng của Israel. Chính cơ quan này thu xếp để Nhàn có các cuộc tiếp xúc với các ông chủ Ả Rập ở Trung Đông vào tháng 3 năm 2022, trước khi có thông tin sẽ chính thức bị khởi tố. Phạm Minh Chính đã còn giao cho Nhàn thay mặt chính phủ Việt Nam trong các thương vụ mà sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thì chỉ là một nhân vật có mặt mang tính hình thức mà thôi. Đây chính là nội dung được tài liệu mật tuyên bố và chúng tôi đã chia sẻ cùng các bạn. Tiếp theo, được biết thông tin việc Phạm Minh Chính có liên hệ với cơ quan tình báo Israel đã xuất hiện từ tháng 7 năm 2019. Khi đó là trưởng ban tổ chức trung ương, ông đã tới Israel và đã có cuộc tiếp xúc với nhiều thành phần ở Israel. Bởi tư duy phân tích có thể hiểu rất đơn giản là ngành tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng Marxist, thì liên quan gì và học tập được từ gì từ các đảng phái và các cơ quan của Israel, một nước theo đường lối tư bản và tôn giáo khác biệt hẳn với Việt Nam. Tài liệu mà cơ quan có liên quan của Việt Nam theo dõi đã được tiếp cận cho thấy bà Nhàn đã tham gia vào các phi vụ đàm phán mua bán vũ khí cho Tổng cục Tình báo Quốc phòng Việt Nam, viết tắt là Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Một nhân vật vị trí lãnh đạo của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC tên là Thế Anh đã có mặt trong cuộc đàm phán mua sắm trang thiết bị quân sự và vũ khí của Tổng cục 2. Chi tiết này đã được cơ quan có liên quan ghi nhận từ giai đoạn 2017 đến 2018. Và vì sao Thế Anh, một nhân vật làm việc cho công ty tư nhân IC do Nguyễn Thanh Nhàn làm chủ tịch, lại có thể được Tổng cục 2 đưa vào tham gia các cuộc đàm phán như vậy? Cũng tại thời điểm này, Thế Anh còn là đại diện của công ty VID của Israel. Công ty này được xác nhận là công ty của cơ quan tình báo Israel, chuyên thu thập dữ liệu. Đây là hình ảnh, thêm hình ảnh về Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Trung Đông. Từ khi nào mà Tổng cục 2 đã bị cơ quan tình báo Israel xâm nhập và chi phối đến như vậy? Với khoảng vài ngàn tỷ mua sắm trang thiết bị và vũ khí mà Tổng cục 2 đã sử dụng trong thời gian qua, Trung tướng Tổng cục trưởng Phạm Ngọc Hùng đã vô tình hay hữu ý gắn kết quyền lợi với Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Thanh Nhàn một cách sâu sắc đến vậy. Hiện tại, cơ quan kiểm tra đã có kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng, trong đó có Tổng cục 2, và đó là câu hỏi vì sao Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Phạm Ngọc Hùng lại quyết tâm kéo dài công việc mà không chịu nghỉ hưu, bởi ông phải đối diện với hàng loạt các vấn đề bị kiểm tra, phải trả lời câu hỏi về sự minh bạch mua bán hàng ngàn tỷ đồng thiết bị. Và trong hợp đồng này, cơ quan tình báo Israel đã chi phối và can thiệp như thế nào? Thế Anh đã được một số cơ quan liên quan chú ý, vậy ông Hùng có biết điều này hay không? Đây là hình ảnh khác của Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đấy là những gì về hoạt động của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thực chất những gì được đưa lên mặt báo đều là phần nhỏ, không thể hiện đúng bản chất của sự việc. Đất nước Việt Nam đang bị nước ngoài chi phối, nguyên nhân cũng bởi từ những con người như vậy. Vấn đề liên quan đến ông Chính còn rất nhiều, và chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn ở những bản tin phía sau. Bản tin là một phần được tiết lộ từ bộ tài liệu mật mà tờ Thời báo.de vừa nhận được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mua chuộc vây cánh Hà Tĩnh, thiết lập vòng vây bảo vệ an toàn bản thân trước ông Tổng. Số lượng ủy viên Trung ương Đảng nhiều nhất là Nghệ An với 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có
3 ủy viên Bộ Chính trị và 1 ủy viên dự khuyết. Kế tiếp là đến Hà Tĩnh với 11 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị. Nghệ An là lãnh địa của ông Vương Đình Huệ. Không lời nào ông Huệ cho Phạm Minh Chính chen chân vào mua chuộc thế lực Nghệ An. Chỉ còn thế lực Hà Tĩnh là nơi có thể mua chuộc để lập vây cánh cho Mạnh. Thanh Hóa đương nhiên là lãnh địa của ông Phạm Minh Chính, nơi đây có đến 5 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy, nếu mua chuộc được thế lực Hà Tĩnh, ông Phạm Minh Chính có lực lượng cực đông đảo với 16 ủy viên Trung ương Đảng và 2 ủy viên Bộ Chính trị. Lực lượng liên minh này đủ mạnh để ông Phạm Minh Chính đối đầu với lực lượng mạnh nhất tại Trung ương. Mà đứng đầu nhóm Hà Tĩnh là Trần Cẩm Tú, Phạm Minh Chính thì nắm được Trần Cẩm Tú trong tay thì có một lực lượng sẽ vô cùng hùng mạnh, khó ai địch nổi. Và thực tế, Trần Cẩm Tú đã ngả về phe Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Trần Cẩm Tú đã bắt tay ngầm với Phạm Minh Chính. Theo các quy định về quản lý cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc xử lý cán bộ cao cấp luôn có bước đi từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Thành Long, ông Chu Ngọc Anh đều do Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi sau đó ra Trung ương bỏ phiếu xem xét hình thức kỷ luật. Có điều lạ là khi cơ quan điều tra các căn cứ vi phạm pháp luật mà phải chờ phán xét của Ủy ban Kiểm tra bằng hình thức bỏ phiếu, giơ tay. Rồi ra Trung ương cũng như vậy. Theo thông tin mật mà tờ Thời báo.de vừa nhận được, nếu không có quyết tâm làm tới cùng của Nguyễn Phú Trọng thì cơ quan điều tra do ông Tô Lâm cầm đầu, Trần Cẩm Tú đã trình phương án khiển trách Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh. Bởi ông Phạm Minh Chính trừng phạt Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh là đang nhắm tới ông. Theo điều lệ đảng thì việc lập được vành đai an toàn ở phòng tuyến Ủy ban Kiểm tra đã tạo bước đệm an toàn cho ông Phạm Minh Chính. Ông Chính đã thiết lập mối quan hệ với chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, làm việc với Hà Tĩnh, đưa toàn bộ các bộ trưởng về Hà Tĩnh hòng lấy lòng cán bộ người gốc Hà Tĩnh. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Nhóm cán bộ Hà Tĩnh cũng tranh thủ vì nhận thấy có thể khai thác sự khác biệt lớn giữa Thanh Hóa và Nghệ An, cũng tranh thủ để có thể ủng hộ đưa Đặng Quốc Khánh từ Hà Giang về làm chủ tịch Hà Nội, dù họ có thể thấy ông Chính muốn đưa Nguyễn Văn Thắng từ Điện Biên về Hà Nội hơn. Những toàn tính và lo xa của một nhà tình báo như ông Phạm Minh Chính thì có thể người Hà Tĩnh không thể lường hết được. Sự đề phòng của ông Chính có thể còn thấy khi ông về Quảng Ninh, ông đưa hai cán bộ thân tín ở Bộ Công an về Quảng Ninh nhằm môi giới tìm kiếm tài liệu và khống chế các sở ban ngành ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng không phải dạng vừa. Vỏ cái giày thì có móng tay nhọn, ông Nguyễn Phú Trọng quyết định bắt cánh tay phải của ông Phạm Minh Chính tại thành phố Hạ Long. Đó chính là ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, cựu trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long. Ông Hà bị bắt giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ theo điều 356 của Bộ luật Hình sự. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Thực tế, ông Phạm Minh Chính mua chuộc nhóm Hà Tĩnh là nước đi khó chịu đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cho đến giờ này, ngay trong nhóm liên minh này cũng không đồng tình lắm về vấn đề chia chác ghế quyền lực nếu bảo vệ Phạm Minh Chính thành công. Chiếc ghế chủ tịch Hà Nội là ghế rất béo bở mà hiện nay cả cánh Hà Tĩnh và nhóm Thanh Hóa của Phạm Minh Chính đều nhòm ngó. Xem ra liên minh này hay nhưng lại khá lỏng lẻo. Thông tin về ông Phạm Minh Chính cũng như đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn tiếp tục. Mời các bạn đón xem bản tin lần tới.